cả môi. Chắc lòng từ tháng năm quá sâu dài biển rộng, còn nguyên vị ngọt đậm. Tình đôi khi là ngọc xa hơn cả trăm dặm, rồi không dừng chợt mắt. Trái tim cầm đi chị em yêu audio trên toàn quốc. Khá bất ngờ nha quý vị, con Alred SB220 này đánh đôi loa khủng của BO cực kỳ tuyệt vời luôn quý vị, đôi loa đang mạch. Nó còn hay hơn cả cái bộ phối ghép hơn cái chục triệu quý vị. Đánh cái tiếng bass nó rất là đầy luôn quý vị. Quý vị mang tai nghe vào nghe cái độ đầy đặn của tiếng bass ra rất là điện trùng thì trong vắt lồng lộng ha. Chung nó đánh đều ba giải rất là hay. Đây là dòng xuất âm tụ, dòng ly cổ Ares xuất âm tụ. Này thì con này thì có khách dùng rồi. Đấy, người ta đóng luôn một cái vỏ gỗ rất đẹp luôn quý vị. Vỏ gỗ này thì quý vị thường thì mua chắc cũng khoảng 1 triệu quý vị. Vỏ gỗ này là loại vỏ gỗ đẹp ha. Đấy, nó giống như những cái xanh xui 5.000 lít gì đó. Đóng vỏ gỗ loại dày rất là đẹp luôn. Nó dẫn đến từ 4 tới 16 ôm nha. Xuất âm tụ ha, nguyên zin hết quý vị. Hoạt động hoàn hảo. Và ở đây nó đít luôn một cái bộ nút này rất là đẹp luôn nè quý vị. Nè. Nha. Con này. Tình đôi khi là muối, chặt lòng từ tháng năm qua sông dài biển. Tình đôi khi thoáng chớp mà ngậm ngùi trăm năm, em đã dừng đâu đó, anh mãi còn lòng đau. Tình đôi khi là muối, chắc lòng từ tháng năm. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.